Mark Zuckerberg mất gần 3 tỷ đô la Mỹ chỉ sau ít phút Facebook lỗi toàn cầu. Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes, khối tài sản ròng của tỷ phú đứng đằng sau Meta là Mark Zuckerberg đã giảm 1,56%, tương đương mức giảm 2,7 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu Meta, công ty mẹ Facebook, giảm 2% trong phiên năm 3 khiến tài sản tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg giảm 2,7 tỷ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu Meta, công ty mẹ Facebook, bất ngờ điều chỉnh giảm gần 2% trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 3. Đáng chú ý, trước đó cổ phiếu này đang trong xu hướng tăng nhiều phiên gần nhất. Diễn biến này xảy ra cùng thời điểm hệ sinh thái mạng xã hội của tập đoàn công nghệ này như Facebook, Messenger, Instagram và Threads gặp sự cố trên toàn cầu. Hiện mỗi cổ phiếu của Meta đang được giao dịch trên Nasdaq, Mỹ, ở mốc 488 đô la Mỹ. Đợt giảm giá này đã khiến vốn hóa của Meta bốc hơi 20 tỷ đô la Mỹ và thu hẹp xuống còn 1.225 tỷ đô la Mỹ. Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes, khối tài sản ròng của tỷ phú đứng đằng sau Meta là Mark Zuckerberg đã giảm 1,56%, tương đương mức giảm 2,7 tỷ đô la Mỹ. Hiện ông chủ Meta đang nắm trong tay 171 tỷ đô la Mỹ và là người giàu thứ tư thế giới. Tối ngày 5 tháng 3 theo giờ Việt Nam, người dùng Facebook và các mạng xã hội của Meta trên toàn thế giới phản ánh tình trạng bị đăng xuất khỏi ứng dụng và không thể truy cập lại. Nền tảng đo đạc Dow Detector cũng ghi nhận lượng báo lỗi liên quan đến Facebook tăng đột biến từ khắp nơi trên thế giới. Trên mạng xã hội X, Mark Zuckerberg cũng đăng tải thông điệp trấn an người dùng. Thư giãn đi các bạn. Đợi vài phút là mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, Zuckerberg viết. Meta cũng mới cập nhật trạng thái gặp lỗi hệ thống ở phần đăng nhập. Nền tảng này gián nhãn, gián đoạn diện rộng cho sự cố lần này. Chúng tôi đã nắm được sự cố ảnh hưởng đến đăng nhập Facebook. Đội ngũ kỹ thuật đang tích cực làm việc để tìm cách giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể, Meta thông báo.